Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Lịch thi đấu UEFA Nations League hôm nay ngày 8 tháng 9, đại chiến lượt 2 bắt đầu, tin nóng trước trận. Hôm nay ngày Chủ nhật, mùng 8 tháng 9, UEFA Nations League chính thức bước vào lượt đấu thứ hai. Sau vòng đấu, các đội đã khởi động với tinh thần quyết tâm cực cao. Sang đến vòng đấu thứ hai, mọi thứ bắt đầu nóng máy. 9 trận đấu cực hot vào tối nay ở lượt đấu thứ hai sẽ là những cặp đấu cực kỳ hay giữa các đội lớn. Thụy Sĩ với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với Scotland và Ba Lan gặp Croatia sẽ là tâm điểm của các trận đấu đêm nay, hứa hẹn sẽ đem lại cho người hâm mộ bóng đá một bữa tiệc bóng đá vô cùng hấp dẫn đêm cuối tuần. 9 cặp đấu lần lượt sẽ diễn ra vào tối, đêm nay và cả rạng sáng ngày mai, mùng 9 tháng 9. Các cặp đấu lần lượt đến từ Luxembourg với Belarus, Bulgaria sẽ gặp Bắc Iceland, Đan Mạch đối đầu với Serbia, Slovakia với Azerbaijan, Gibraltar với Liechtenstein, Bồ Đào Nha gặp Scotland, Thụy Sĩ đối đầu với Tây Ban Nha, Thụy Điển với Estonia và cặp đấu cuối cùng là Ba Lan sẽ đối đầu với Croatia. Khán giả có thể theo dõi trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn nhất của giải UEFA Nations League trên hệ thống của VTV Cup hoặc sử dụng ứng dụng VTV Cup On trên các thiết bị di động. Bên cạnh đó, khán giả có thể theo dõi các trận đấu này trên TV360 hoặc sử dụng ứng dụng TV360 trên các thiết bị di động. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi giải đấu thông qua MyTV. Sau đây là lịch thi đấu chi tiết, tin nóng trước trận và nhận định, dự đoán kết quả cho các cặp đấu nóng nhất vào ngày hôm nay. Bồ Đào Nha vs Scotland, 1 giờ 45 phút ngày 9 tháng 9. CR7 liệu có làm nên cơm cháo gì không? Một pha lập công sớm của hậu vệ Diogo Dalot đã tạo tiền đề cho siêu sao Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp hôm thứ Năm, giúp cho Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu mở màn Nations League trước Croatia. Có thể thấy được, sau khi bị loại ở tứ kết Euro 2024, Seleção đang có cho mình những phản ứng tích cực khi trở lại. Điều này cũng được cầu thủ giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất chia sẻ sau trận đấu. Mặc dù mục tiêu chính là World Cup 2026, nhưng huấn luyện viên trưởng Roberto Martinez cùng với các học trò của ông cũng đang hướng đến mục tiêu tiến xa nhất tại giải đấu mà Bồ Đào Nha đã vô địch năm 2019, đồng thời cải thiện thành tích mùa giải trước khi mà bỏ lỡ đi một suất vào đến chung kết do chỉ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng sau Tây Ban Nha, đội sau đó lên ngôi vô địch. Lợi thế dành cho Bồ Đào Nha là họ được chơi trên sân nhà trong hai lượt trận đầu tiên. Sau chiến thắng trước Croatia, Ronaldo và các đồng đội đang tự tin hướng đến việc đánh bại Scotland, đối thủ mà họ chưa bao giờ ngán mỗi khi chạm trán. Ngoại trừ hai trận đấu hòa không bàn thắng, Scotland đều để thua trong mỗi lần mà họ chạm trán Bồ Đào Nha trước đây. Do đó mà lịch sử sẽ không đứng về phía họ tại Dalus. Công nhận là nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần chạm trán gần nhất giữa hai đội vào năm 2018, nơi mà Bồ Đào Nha thắng lợi với tỷ số là 3-1 khi triều đại của Steve Clarke đã chứng kiến Scotland trở lại gần đây với vị thế của họ, giành vé tham dự Euro 2 kỳ liên tiếp và giành quyền thăng hạng lên một giải đấu cao nhất của Nations League. Tuy nhiên, trong một năm qua thì phong độ của Scotland đã không còn được đảm bảo khi chỉ thắng 1 trên 13 trận ở mọi đấu trường. Mới đây nhất là trận để thua trước Ba Lan với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà ở trận đấu mở màn Nations League. Huấn luyện viên trưởng Roberto Martinez khẳng định là sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha như tại trận thắng trước Croatia. Với đội tuyển Scotland, huấn luyện viên Clarke đau đầu trong việc giải quyết bài toán tiền đạo khi mà Che Adam chấn thương, nên rất có thể ông vẫn đặt hy vọng vào Scott McTominay, người mới ghi bàn ở trận đấu gặp Ba Lan. Dự đoán, Bồ Đào Nha sẽ giành thắng lợi với tỷ số 3-1 trước Scotland. Thụy Sĩ với Tây Ban Nha, 1 giờ 45 phút ngày 9 tháng 9, nhà vô địch thị uy sức mạnh. Nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha đã bị Serbia cầm hòa ở trận đấu ra quân. Ở lượt trận thứ hai, La Roja lại phải làm khách của một đối thủ khó là Thụy Sĩ. Huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định ông không hề lo lắng với trận đấu hòa không bàn thắng của Tây Ban Nha trước Serbia. Nhà cầm quân 63 tuổi khẳng định đó gần như là một trận đấu giao hữu mùa hè. Tây Ban Nha là một đội bóng chơi áp đảo nhưng không ghi được bàn thắng vào lưới của Serbia. Tây Ban Nha vừa có một mùa hè vô cùng thành công. La Roja lên ngôi vô địch Euro 2024 tại nước Đức với lối chơi vô cùng thuyết phục. Sau đó thì Bò Tót cũng đăng quang Olympic đầy ấn tượng bằng việc đánh bại chủ nhà Pháp. Tây Ban Nha cũng đang là đội đương kim vô địch của Nations League. Ở giải đấu gần đây nhất, Tây Ban Nha đã đánh bại Croatia ở loạt luân lưu để lên ngôi đăng quang.
Đây là một giai đoạn vàng khác trong lịch sử của đội tuyển này. Tây Ban Nha đã bất bại kể từ khi để thua Colombia ở trận đấu giao hữu hồi tháng 3. La Roja thậm chí còn không thua một trận đấu chính thức nào kể từ tháng 3 của năm 2023. Với những phát biểu có phần được xem nhẹ nơi tiền lĩnh, huấn luyện viên De La Fuente nhiều khả năng sẽ có những sự thay đổi và sử dụng Pedri lẫn Alejandro Grimaldo cho trận đấu tới. Rodri có tên trong đội hình và có thể được ra sân dù chưa được chơi một phút nào ở mùa giải năm nay. Thụy Sĩ cũng đã trải qua cảm giác thất vọng ở lượt trận đầu tiên. Đoàn quân của Murat Jankin phải hứng chịu hai bàn thua trong 10 phút cuối cùng trước Đan Mạch. Đây là một hệ quả tất yếu khi Thụy Sĩ bị đuổi đến hai cầu thủ là Nico Elvedi và Granit Xhaka trong hiệp 2. Với kết quả này, Thụy Sĩ tạm đứng ở vị trí bét bảng sau lượt trận đầu tiên. Mục tiêu của Thụy Sĩ bây giờ sẽ là giành những điểm số để mà cải thiện thứ hạng, qua đó tránh việc bị xuống chơi ở League B. Lấy điểm của Tây Ban Nha không hề là dễ dàng, nhưng Thụy Sĩ từng đánh bại La Roja với tỷ số là 2-1 khi mà hai đội gặp gỡ tại Nations League vào năm 2022. Huấn luyện viên De La Fuente thì không quá coi trọng Nations League nên cơ hội giành điểm của Thụy Sĩ tương đối sáng sủa. Dự đoán Thụy Sĩ và Tây Ban Nha sẽ hòa nhau với kết quả 1-1. Croatia với Ba Lan, 1 giờ 45 phút ngày 9 tháng 9, kịch tính hấp dẫn. Với lợi thế sân nhà cùng với đó là cả lịch sử đối đầu vượt trội so với Ba Lan, đây là những yếu tố quan trọng khiến cho chú mèo tiên tri tin rằng Croatia sẽ giành được chiến thắng. Croatia đang trải qua một giai đoạn khó khăn với phong độ không mấy khả quan. Đội bóng của huấn luyện viên Zlatko Dalic đang có cho mình chuỗi 4 trận không biết đến mùi chiến thắng, bao gồm 2 trận thua và 2 trận hòa. Có thể hiểu được rằng huấn luyện viên Dalic cần thêm thời gian để tái thiết lối chơi sau khi chia tay nhiều trụ cột quan trọng vì lý do tuổi tác hoặc giải nghệ. Mặc dù để thua Bồ Đào Nha ở trận đấu gần đây nhất, Croatia đã thể hiện một bộ mặt không hề lép vế. Họ đã tạo ra nhiều cơ hội, kiểm soát bóng tốt, tung ra nhiều cú sút và được hưởng nhiều quả phạt góc hơn đối thủ. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng đã khiến họ chỉ có thể ghi được một bàn thắng vào lưới thủ môn Diego Costa, do đó chấp nhận ra về tay trắng. Người hâm mộ đang kỳ vọng là Croatia sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng khi đối đầu với Tây Ban Nha, một đối thủ được xem là dễ thở hơn. Trong 5 lần gặp nhau trước đây, Croatia đã thể hiện sự vượt trội với 3 thắng lợi, 1 trận hòa và chỉ 1 lần thất bại. Đáng chú ý là trận thua đó diễn ra trong một trận đấu giao hữu, còn ở các trận đấu chính thức, Luka Modric và các đồng đội luôn biết cách để giành thắng lợi. Hơn nữa, Croatia đang có phong độ khá ấn tượng trên sân nhà với 4 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại trong 7 trận đấu gần đây nhất. Điều này càng củng cố niềm tin của giới mộ điệu rằng là Á quân World Cup 2018 sẽ giành chọn 3 điểm đầu tiên tại vòng đấu bảng UEFA Nations League 2024-2025. Trong khi đó, Ba Lan vừa tạo nên một màn trình diễn ấn tượng bằng chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Scotland ở lượt trận đầu tiên. Với sự tỏa sáng của lão tướng Robert Lewandowski với một bàn thắng và một đường kiến tạo đã giúp cho đại bằng trắng vượt qua Scotland của Scott McTominay. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp mà Ba Lan bất bại trên sân khách với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, trước đó Ba Lan lại không có thành tích tốt khi họ thi đấu xa nhà với 4 thất bại, 2 trận hòa và chỉ 1 chiến thắng. Tại UEFA Nations League mùa giải trước, họ cũng chỉ có được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 3 trận đấu trên sân khách. Như thường lệ, chú mèo tiên tri đã đưa ra dự đoán của mình về trận đấu. Cụ thể, chú mèo chọn đĩa thức ăn có lá cờ của đội chủ nhà Croatia. Điều này có nghĩa là Robert Lewandowski và đồng đội sẽ phải ngậm ngùi nhận thất bại. Đan Mạch với Serbia, 23 giờ ngày 8 tháng 9, cân tài và cân sức. Cả Đan Mạch và Serbia đều có thể hài lòng với kết quả ở lượt trận đầu tiên tại Nations League năm nay. Ở trận đấu tiếp theo, Đan Mạch sẽ có lợi thế về sân nhà và được kỳ vọng là sẽ đánh bại được một Serbia cứng đầu. Đan Mạch đang bước vào một giai đoạn mới sau khi huấn luyện viên Kasper Hirumand chia tay đội tuyển sau Euro 2024. Đan Mạch không thắng ở vòng chung kết Euro, hòa cả 3 trận vòng bảng trước khi bị chủ nhà Đức loại ở vòng 16 đội. Người thay thế dài hạn cho Hirumand vẫn chưa được xác định. La Knudsen đang tạm thời đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tạm quyền cho các trận đấu ở Nations League, tương tự như trường hợp của Lee Casley ở Anh. Lars Knudsen nhận được rất nhiều lời khen sau trận đấu ra mắt đầy ấn tượng. Đan Mạch đánh bại được đội lọt vào tứ kết Euro 2024 là Thụy Sĩ với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà. Đó thật sự là một khởi đầu hoàn hảo cho lần thứ 3 liên tiếp mà đội tuyển Đan Mạch được thi đấu tại League A. Ở những lần trước, Đan Mạch đều về đích ở vị trí thứ 2. Và nếu như tiếp tục về đích thứ 2 ở giải đấu năm nay, Đan Mạch sẽ có suất để vào vòng tứ kết.
Đan Mạch đã mất đi sự phục vụ của hai cầu thủ có ảnh hưởng lớn là Simon Kjær và Thomas Delaney. Hai cầu thủ này đã quyết định từ giã đội tuyển sau Euro 2024. Joachim Meiler và Rasmus Højlund cũng vắng mặt vì dính chấn thương. Matt O'Reilly cũng rút khỏi đội tuyển vì vấn đề chấn thương. Serbi cũng đã gây được ấn tượng ở ngay trận đấu ra quân khi mà họ cầm hòa được đội tuyển Tây Ban Nha với kết quả là không đều. Ngay sau kỳ Euro thất vọng, Serbi vẫn quyết định giữ lại huấn luyện viên Dragan Stojkovic. Kết quả hòa trước đội tuyển Tây Ban Nha nhìn chung là có phần tích cực. Thế nhưng Serbi thì cũng chỉ thắng được 2 trong số 10 trận đấu gần đây nhất. Họ đã bị loại ở vòng bảng của UEFA Euro 2024 với chỉ có 2 điểm. Tuy vậy, Serbi thể hiện rất tốt tại Nations League. Họ đã thăng hạng lên League A vào năm 2022. Tổng cộng Serbi chỉ thua có 3 trong 19 trận ở Nations League. Khởi đầu sáng sủa ở giải đấu lần này giúp cho Serbi có thể mơ về việc cán đích trong top 2 để đi tiếp. Đội hình của Serbi ở đợt tập trung lần này khác xa so với Euro 2024. Dusan Tadic đã giải nghệ những trụ cột như là Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Sergej Milinkovic-Savic và Filip Kostic đều vắng mặt. Milos Gadanovic đều bị loại bỏ, trong khi Vilos Velikovic và Nemanja Maksimovic chấn thương. Dự đoán Đan Mạch sẽ giành thắng lợi 1-0 trước đội tuyển Serbia.